Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy là Samsung Galaxy Tab B205 đang chờ thay thế sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên Samsung Galaxy Tab B205, lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới khắc phục full các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên Samsung Galaxy Tab S Pen B205, cần địa chỉ thay thế sửa chữa full các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy Tab B205 phục vụ quá trình thay thế sửa chữa vì các bạn khi cần. Khách hàng ở xa muốn sửa Samsung Galaxy Tab B205 cần một địa chỉ thay thế sửa chữa Samsung Galaxy Tab B205. Vì các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video để di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận thay thế sửa chữa full tất cả ban bệnh trên Samsung Galaxy Tab B205. Xin cảm ơn vị bạn.